Quyền lực, phú quý và địa vị có thể biến đổi con người rất dữ dội. Tôi đã thấy rồi, tôi có thấy. Ban đầu vốn không có gì, mọi người làm việc với nhau. Sau đó khi đạt được thành công, hoặc có lợi ích, người ta biến đổi và trở nên khác. Họ quên rằng trần gian vốn vô thường. Họ quên rằng tôn nghiêm và đạo đức còn có giá trị nhiều hơn mọi kho báu trần gian. Do đó, một số người nói rằng tiền bạc làm mờ mắt. Không phải mắt trở nên mờ mà mắt trở thành mù. Nếu có được quyền lực hoặc quan chức, họ trở nên thiếu lễ độ với người khác. Người dân thường vẫn hay than phiền và nói, chào ôi, đúng là quan liêu. Ông làm gì cũng lâu. Và ông thật thô lỗ. Ông bắt chúng ta chạy lung tung, thật là mệt. Rồi nếu người than phiền đó làm quan, có lẽ anh ta còn tệ hơn nữa, hoặc ít nhất cũng tương tự. Quyền lực có thể biến đổi con người rất nhiều nếu có được chút thành công. Ở đời, đừng vội kiêu hãnh hoặc vui mừng quá sớm. Có thể đó là cạm bẫy cho mình. Đôi khi người khác cũng làm liên lụy đến mình. Đọc báo chí hoặc xem truyền hình, quý vị sẽ biết. Có bao nhiêu người có địa vị cao bị rớt xuống địa vị thấp nhất hoặc đi tù. Và cả gia đình cũng bị liên lụy theo. Quý vị có thể thấy rõ ràng. Quý vị biết điều này phải không? Điều này mới xảy ra gần đây. Tôi sẽ không đề cập tên quốc gia đó. Quốc gia nào cũng vậy, trường hợp này xảy ra trong mỗi một quốc gia. Khi người nào đó có địa vị cao, họ muốn tranh cử tổng thống. Toàn thể quốc gia bắt đầu tin ông, nhưng rồi sau đó ông bị kéo xuống vì ông rơi vào cạm bẫy. Người ta nịnh bợ và nói ngon ngọt với mình. Người ta khen ngợi mình và hết sức tôn trọng mình. Đó là lúc mình phải thận trọng nhất. Về sau họ có thể kéo mình vào địa ngục hoặc tối thiểu là vô tù. Là quan chức, mình phải có đầu óc sáng suốt. Ở Âu Lạc Việt Nam, chúng ta thường nói rằng nhân viên chính phủ là công bọc của nhân dân. Thông điệp này ở đâu cũng có, khẩu hiệu này có khắp nơi. Nhưng thực tế thì khác. Thấy là một chuyện, còn thực hiện lại là chuyện khác. Có bao nhiêu quan chức cấp cao và nhà lãnh đạo hàng đầu cuối cùng đã phải từ chức. Ngày nay, con người không chịu đựng được lâu lắm.